cách đây 70 năm, trong tác phẩm Dân vận, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng viết: những người phụ trách dân vận cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm. Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong những năm qua, những bước chân của người cán bộ dân vận Tuyên Quang vẫn miệt mài rảo bước trên những miền quê để tuyên truyền, vận động nhân dân góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Họ không chỉ là sợi dây kết nối giữa chính quyền với người dân, mà còn là cây cầu dẫn lối niềm tin, tình đoàn kết, kết nối những giấc mơ nhỏ bé của từng con người bình dị, trở thành sức mạnh lớn lao của cả cộng đồng. Thực hiện chỉ thị 49 ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Ban Bí thư về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đã quán triệt và ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết, thống nhất, khai thác tiềm năng và huy động nguồn lực, vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các lĩnh vực, tập trung vào các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế tăng trưởng khá, các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, quốc phòng, an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng, chính quyền được quan tâm, chú trọng. Đại hội 13 của Đảng xác định tập trung hoàn thiện và triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc trên tất cả các lĩnh vực, nhất là các chính sách đặc thù giải quyết những khó khăn của đồng bào dân tộc thiểu số. Để làm được điều đó, công tác dân vận được xác định là yếu tố quan trọng đi đầu, từ việc vận động bà con đã thay đổi dần cách thức trong lao động, sản xuất, mạnh dạn đổi mới cách làm ăn, biết tiếp thu, chọn lọc cái mới, biết áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, đến việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện đất đai và năng lực tổ chức sản xuất của gia đình. Trong khi phần lớn thanh niên cùng trang lứa chọn rời quê hương để lập nghiệp, thì Hứa Mạnh Linh, thôn Nhân Thọ, xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa, lại chọn ở lại với vùng quê của mình để lập nghiệp. Xác định làm nông nghiệp chưa bao giờ dễ dàng, từ việc chọn trồng cây gì, nuôi con gì phù hợp với đồng đất hay thị hiếu khách hàng. Linh đã chăn trở như vậy trước khi bắt tay và xây dựng mô hình kinh tế này. Hai năm nay, người dân quanh vùng đã quen với hình ảnh nắng cũng như mưa, Linh luôn có mặt ở vườn gốc và chanh leo của mình. Hay những chiếc xe chở theo trái chanh leo chín mọng, những quả gốc đỏ ao. Mô hình mới đang ở giai đoạn đầu và thu nhập cũng chưa cao, nhưng Linh vẫn đang nỗ lực từng ngày để chinh phục được ước mơ làm giàu trên vùng đất nơi mình sinh ra. So với diện tích trồng lúa thì trồng gốc với lại chanh leo này nó hiệu quả hơn, mà nhàn hơn. Đấy. Đến lúc mình có sản phẩm ra ngoài thì mình bán nó dễ hơn. Bây giờ lúa ra thì công rất là nhiều, mà vất vả như trồng gốc của em nó rất là nhàn. Về thôn Đồng Phai, xã Hợp Hòa, huyện Sơn Dương hôm nay, ai cũng ngỡ ngàng trước sự đổi thay ở vùng đất nghèo khó năm nào. Những ngôi nhà cao tầng, những con đường bê tông trải dài thẳng tắp. Hai bên lề đường là những rặng hoa, cây cảnh được người dân trang trí đẹp mắt, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Khởi nguồn cho sự đổi thay, đồng thuận đó có sự đóng góp to lớn của Bí thư chi bộ Triệu Văn Hải. Hơn 10 năm qua, với từng công việc lớn nhỏ của thôn, ông Hải đã không quản ngại khó khăn, sớm tối
đến từng hộ dân để nắm bắt tình hình và tuyên truyền vận động bà con. Bản thân cũng được là phải đi đầu gương mẫu trước. Thứ nhất là về, hai nữa là về cán bộ, các cán bộ đảng viên tuyên truyền, thứ nhất là về góc độ gia đình, về gia đình và đến hàng xóm anh em cùng nhau là góp sức để thực hiện cái phát triển nền kinh tế và xây dựng cơ sở hạ tầng ở thôn bản, được sự bà con nhân dân rất là đồng thuận. Nhiều năm nay, thôn Đồng Trò, xã Tứ Quận đã vận động nhân dân hiến hàng nghìn mét vuông đất ở, đất vườn để xây dựng nhà văn hóa, mở rộng đường giao thông nông thôn. Đặc biệt, triển khai thực hiện dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, thôn đã tuyên truyền vận động các hộ gia đình bị thu hồi đất, trong đó 10 hộ gia đình phải di dời nhà ở. Đến nay, 100% các hộ nhận tiền đền bù và di chuyển bàn giao mặt bằng đúng thời gian quy định. Ngôi nhà sàn cột bê tông này, cùng với toàn bộ diện tích đất ở, đất sản xuất của gia đình ông Vi Văn Dồn, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Đồng Trò, xã Tứ Quận, đều nằm trong diện thu hồi để nhường đất cho dự án. Với tinh thần đảng viên đi trước, gia đình anh Dồn là những người tiên phong thực hiện. Từ tấm gương của những người đảng viên, bà con đã tự giác làm theo. Đối với gia đình tôi thì cũng gắn bó từ năm 90 rồi. Đây là đảng nhà nước làm con đường cao tốc để trước hết là phát triển kinh tế. Đối với một người đảng viên, đấy, phải chấp hành đúng chủ trương chính sách của đảng, rồi kể cả gắn bó bao nhiêu năm, chúng ta cũng gia đình cũng quên dần dần thôi. Đấy, ai mà đi một chút một nhát cũng sót, vì lợi ích chung gia đình rất là vui vẻ phấn khởi để bàn giao mặt bằng. Đi trên con đường bê tông rộng rãi sạch đẹp, bà con người Dao thôn Thành Công 2, xã Thành Long, huyện Hàm Yên biết ơn người trưởng thôn của mình, ông Lương Văn Quyết. Bằng sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm với công việc và thực hiện phương châm miệng nói tay làm, ông Quyết đã tiên phong hiến một phần đất của gia đình cho tuyến đường. Thấy trưởng thôn hy sinh lợi ích cá nhân, bà con cũng vui vẻ làm theo. Một hộ, rồi hai hộ, ba hộ, con số cứ thế nhân lên. Vậy là tuyến đường nhỏ bé, lầy lội trước kia, giờ đã được thay thế bằng con đường bê tông bằng phẳng. Bà con ai cũng rất phấn khởi. Gia đình có đất, bằng gia đình cũng là nhất cũng hiến đất để làm tuyến đường này. Cũng là mình cũng là con người gọi trưởng của thôn thì cũng là đi tiên phong đi đầu làm cái công tác gọi là mình hiến đất để cho bà con để thực hiện theo. Cũng mong muốn là có tuyến đường này để đi qua địa bàn thôn để cho bà con để thuận tiện về cái giao thông hàng hóa hàng ngày. Mỗi người cán bộ, mỗi người làm công tác dân vận giống như một người bạn, luôn lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành cùng người dân. Chính từ những câu chuyện giản dị, những công việc nhỏ hàng ngày, công tác dân vận tại đây đã góp phần thay đổi đời sống của cả cộng đồng. Cán bộ dân vận cơ sở đã tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số tích cực tham gia thực hiện các chương trình xây dựng đường giao thông nông thôn. Thông qua hình thức tự nguyện hiến đất, trực tiếp đóng góp hàng ngàn ngày công lao động, vật liệu để làm đường bê tông nông thôn, trên tinh thần tự giác, trách nhiệm, góp phần để đạt được những thành tựu chung của tỉnh. Ban dân vận huyện ủy Hàm Yên đã tích cực chủ động tham mưu cho cấp ủy huyện về công tác dân vận của đảng và hệ thống chính trị trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, quan tâm vào một số lĩnh vực trọng tâm mà cần phải trực tiếp tham mưu chỉ đạo thực hiện. Đó là công tác xây dựng nông thôn mới, công tác giảm nghèo, rồi công tác văn minh trong việc cưới việc tang, rồi đặc biệt là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện giải phóng mặt bằng xây dựng dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang. Xã Chiêu Yên, huyện Yên Sơn vừa được công nhận xã nông thôn mới. Khi mới triển khai thực hiện, xã chỉ có 10 trên 19 tiêu chí,
trong đó có những tiêu chí khó thực hiện như tiêu chí nhà ở dân cư. Khó vẫn quyết làm cho kỳ được. Đó là quyết tâm của người bí thư chi bộ Nông Thị Tuyến cùng với các đảng viên ở thôn Vàng Lè. Cùng với chính sách hỗ trợ của tỉnh, của huyện và địa phương, bà đã đến từng gia đình để tuyên truyền, vận động, động viên những hộ có điều kiện, giúp đỡ hộ khó khăn và huy động sự đóng góp, giúp đỡ của anh em dòng họ để xây mới và sửa chữa nhà ở. Do vậy đến nay, trong thôn không còn nhà ở dột nát, hầu hết các hộ trong thôn đều có nhà xây kiên cố. Với vai trò là bí thư chi bộ trưởng thôn, trước hết là mình là người đảng viên, là gương mẫu. Đấy, chúng mình sẽ phát triển kinh tế tại gia đình nhà mình, sau đó có hiệu quả, đấy, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện theo đúng cái mình đã làm có hiệu quả để cho các hộ gia đình, hộ nghèo có cái nhìn nhận và có cái nền kinh tế để đi lên. Kết quả tích cực từ công tác dân vận không chỉ dừng lại ở những con số hay công trình cụ thể, mà nó còn là sự thay đổi trong nhận thức và hành động của mỗi người dân trong việc chấp hành, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Nhờ làm tốt công tác dân vận, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh được giữ vững. Đồng bào các dân tộc thiểu số chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Dù ngày hay đêm, hết địa bàn thôn có những vụ việc mất an ninh trật tự, thì anh Ngô Văn Kinh, tổ trưởng tổ an ninh thôn Tân An, xã Đông Thọ, đều có mặt giải quyết. Với 99% đồng bào Mông, đời sống còn nhiều khó khăn do trình độ canh tác còn hạn chế. Ông Kinh đã phối hợp cùng lực lượng công an, phải đi từng ngõ, gõ từng nhà để vận động, tuyên truyền, hướng dẫn bà con cách làm ăn, hỗ trợ đưa những giống cây con mới và sản xuất, nâng cao thu nhập. Do vậy đến nay, cuộc sống đã dần được cải thiện. Bà con tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Trước là chưa thành lập tổ an ninh ấy, thì tình hình an ninh thì nó phức tạp hơn. Bây giờ là thành lập tổ thì là nhiều người thì là đi tuần tra liên tục, thì tình hình an ninh bây giờ là đây là nó ổn định trước. Nhờ sự nhiệt tình năng nổ của những cán bộ dân vận ở cơ sở trong công tác tuyên truyền đã giúp bà con nghe, hiểu và thực hiện đạt kết quả. Họ luôn bền bỉ, kiên trì với nhiều hình thức tuyên truyền để mang lại hiệu quả thiết thực. Cùng với cả tỉnh thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa xã hội đề ra. Đây thực sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền, nhân dân. Các cấp chính quyền, cả hệ thống chính trị vào cuộc rất là tích cực, trong đó vai trò gương mẫu của cán bộ đảng viên trong thực hiện công tác dân vận được nhân dân đánh giá rất cao. Cụ thể qua cái việc mà cán bộ đảng viên hàng tháng xuống tham gia lao động hoạt động với nhân dân ở cơ sở đã góp phần gắn kết cái mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Công tác dân vận giống như dòng nước mát lành len lỏi vào từng thôn xóm, từng con ngõ, nuôi dưỡng những mầm xanh của sự phát triển và đoàn kết. Người làm công tác dân vận là những hạt nhân kết nối, âm thầm gieo những hạt giống của niềm tin, sự đồng lòng và tình yêu quê hương tới từng người dân. Họ không chỉ làm nhiệm vụ truyền tải chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, mà còn mang theo sự sẻ chia, thấu hiểu và gần gũi, để mỗi người dân cảm thấy mình là một phần quan trọng trong sự phát triển của quê hương, đất nước.